Những ồn ào về Novak Djokovic tạm thời lắng xuống một chút khi anh được xử thắng trong phiên kháng cáo chính phủ Úc, qua đó được nhập cảnh và có cơ hội dự Australian Open 2022. Tuy nhiên, giông tố chưa kết thúc khi Bộ trưởng Bộ Di trú Alex Hawker vẫn có quyền hủy thị thực của tay vợt người Serbia. Trước khi chờ đợi những diễn biến trước mắt, hãy cùng tôi điểm lại toàn cảnh của vụ việc gây chấn động nhất làng thể thao thế giới trong tuần qua. Novak Djokovic vốn là tay vợt hàng đầu thế giới và 20 danh hiệu Grand Slam đã nói lên điều đó. Tuy nhiên, so với hai đồng nghiệp còn lại trong Big Three là Roger Federer và Rafael Nadal, Nole không được yêu quý bằng. Tay vợt người Serbia thường bị la ó vì thói quen đập bóng quá lâu trước khi giao bóng ở những tình huống quyết định. Anh từng bị loại khỏi US Open vì hành động đánh bóng gây nguy hiểm đối với trọng tài giày, dù nhiều lần đập vợt, ném vợt ở ngay cả những đấu trường lớn nhất như Olympic. Nole có một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng không ít lần anh lên mặt báo vì những lý do sai trái. Không chỉ ở trong sân bóng mà cả ngoài sân, Djokovic cũng là cái tên gây ra nhiều tranh cãi. Anh thường xuyên đi ngược lại với những gì khoa học từng chứng minh và là lá cờ đầu của phong trào anti-vaccine. Khi Covid-19 bùng phát, Nole đã khẳng định anh sẽ không tiêm vaccine. Về mặt cá nhân, tôi phản đối vaccine và tôi không muốn bị ai đó ép buộc phải tiêm vaccine mới được di chuyển. Thái độ coi thường bệnh dịch của Djokovic được thể hiện vào tháng 6 năm 2020 khi anh tổ chức loạt giải Adria Tour trong giai đoạn thế giới tennis phải tạm dừng vì bệnh dịch. Không khẩu trang, tập trung đông người, đó là công thức hoàn hảo cho Covid-19 lây lan. Và quả thực điều đó đã xảy ra, Adria Tour biến thành ổ dịch khổng lồ, một loạt tay vợt dự giải bị dương tính, trong đó có chính Novak Djokovic. Tay vợt số 1 thế giới buộc phải gửi lời xin lỗi vì đã tạo nên một sự kiện đáng quên như vậy. Tuy nhiên, những tư tưởng phản khoa học của Djokovic vẫn không hề thay đổi. Anh còn thường xuyên có những phát ngôn gây chấn động khi cho rằng nước uống sẽ tinh khiết hơn nếu con người có suy nghĩ tích cực. Tư tưởng của Nole được hậu thuẫn bởi những người thân thiết nhất. Bố mẹ và các em trai của anh luôn khẳng định tay vợt số 1 thế giới bị báo chí phương Tây đối xử bất công vì gốc gác nam từ cũ. Còn vợ của Djokovic từng công khai ủng hộ giả thuyết cột phát sóng 5G làm lây lan dịch bệnh. Để cho mồm miệng đi chơi xa dường như đã trở thành truyền thống của gia đình Djokovic. Với những người như vậy xung quanh không khó hiểu khi Novak Djokovic hạ quyết tâm đến vậy trong việc không chịu tiêm phòng. Anh và bố mình vẫn giấu nhẹm trạng thái tiêm vaccine và sẵn sàng bỏ qua Australian Open. Đương nhiên điều đó khiến cho ban tổ chức Úc mở rộng lo sốt vó. Roger Federer sẽ không tham dự vì chấn thương đầu gối, trong khi chị em nhà Williams lần đầu vắng mặt kể từ năm 1997. Sự vắng mặt của người đã vô địch 9 lần sẽ càng khiến sức hút của Australian Open giảm sút. Với kỳ vọng trở thành sân khấu cho kỳ tích Grand Slam 2021, ban tổ chức giải lên tiếng trấn an rằng các tay vợt không tiêm vaccine, trong đó có Novak Djokovic có thể dự giải thông qua miễn trừ y tế. Khỏi phải nói, thông báo này khiến người dân Australia nói chung và Melbourne nói riêng phẫn nộ đến như thế nào. Chiến lược Zero Covid của quốc gia này với hơn 250 ngày phong tỏa đã khiến cho người dân Úc dần trở nên kiệt quệ. 90% người Australia đã tiêm vaccine và họ không muốn phải chứng kiến một ngôi sao có đặc quyền, trong khi bản thân họ phải trải qua 2 năm đầy khó khăn, có số ca dương tính tăng vòn vọt, lên con số hàng chục nghìn mỗi ngày. Nhiều ngày trôi qua, sự việc dần chìm vào quên lãng, Novak Djokovic từ bỏ thi đấu tại ATP Cup, đồng thời cũng gần như chẳng đả động gì đến Australian Open. Thế rồi vào ngày 5 tháng 1, Nole đã đăng tải lên Instagram bức ảnh mình đang đứng cùng kiện hành lý tại sân bay, kèm theo dòng caption chúc mừng năm mới, người hâm mộ. Ban tổ chức Australian Open cũng xác nhận tay vợt 20 lần giành Grand Slam đang có mặt trên chuyến bay từ Belgrade tới Melbourne để dự Úc mở rộng. Djokovic đã nộp đơn xin miễn trừ y tế đã được cấp trong quá trình xem xét nghiêm ngặt liên quan đến hai hội đồng chuyên gia y tế độc lập riêng biệt. Một trong số đó là hội đồng xét duyệt miễn trừ y tế độc lập do Sở Y tế bang Victoria chỉ định. Họ đã đánh giá tất cả các đơn đăng ký để xem liệu họ có đáp ứng được các yêu cầu của nhóm cố vấn kỹ thuật về các hướng dẫn tiêm chủng hay không. Ngoài Novak Djokovic, chỉ còn 3 cái tên nữa trong số 26 hồ sơ được thông qua miễn trừ y tế. Điều này được một lần nữa khiến người dân Úc phản ứng mạnh mẽ và chính phủ Australia đã phải lên tiếng. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định tay vợt số 1 thế giới sẽ không thể đứng trên pháp luật. Chính phủ các bang sẽ thực thi các yêu cầu của chúng tôi tại biên giới Australia. Nếu Djokovic chưa tiêm vaccine, anh ta phải cung cấp bằng chứng xác đáng cho thấy bản thân không thể được tiêm vì lý do y tế. Nếu bằng chứng không đầy đủ, thì anh ta sẽ không nhận được bất cứ sự ưu tiên nào so với ai khác và sẽ lên chuyến bay tiếp theo để về nhà. Không có quy định đặc biệt nào dành cho Novak Djokovic. Australia nói là làm. Khi Novak Djokovic tới sân bay lúc 4 giờ sáng, lực lượng biên phòng Úc đã xác định tay vợt người Australia không có đầy đủ giấy tờ chứng minh bản thân được miễn trừ y tế theo quy định. Nole xin thời gian để các quan chức tennis Australia tới đưa thêm thông tin, nhưng sau 3 tiếng chờ đợi, visa của anh đã bị lực lượng chức năng hủy bỏ. Tay vợt số 1 thế giới bị tịch thu giấy tờ tùy thân cũng như hành lý, bị đưa tới một khách sạn giam giữ những người nhập cư trái phép. Thủ tướng Scott Morrison nhanh chóng đưa ra phát biểu ủng hộ.
Chúng tôi có những quy định rõ ràng, nếu không tiêm vaccine, bạn cần được miễn trừ y tế. Djokovic không được miễn trừ y tế một cách hợp lệ. Chúng tôi đã ra quyết định tại sân bay và quyết định đó đã được thực thi. Đương nhiên, đây là đòn giáng mạnh vào gia đình Djokovic nói riêng và người Serbia nói chung. Cha của Djokovic thể hiện sự phẫn nộ. Australia đang giam giữ Novak, họ đang dẫm lên mặt Novak, dẫm lên mặt người dân Serbia. Thủ tướng Serbia lên tiếng chống lưng cho tay vợt số 1 thế giới, khẳng định anh bị dụ tới Australia để chịu đựng sự sỉ nhục. Những người Serbia hiện đang sinh sống ở Úc cũng đã có mặt bên ngoài khách sạn nơi Onole bị giam giữ, biểu tình để ủng hộ cho vận động viên 34 tuổi. Không có nhiều đồng nghiệp đứng về phía Novak Djokovic. Huấn luyện viên cũ Boris Becker tin rằng đây là sai lầm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Nole. Andy Murray khẳng định bản thân không muốn miễn trừ y tế để né vaccine. Rafael Nadal, một trong ba người duy nhất giành 20 Grand Slam trong sự nghiệp, khẳng định: "Tôi nghĩ rằng nếu anh ta muốn, anh ta có thể dễ dàng thi đấu tại Australian Open mà không gặp bất cứ một vấn đề nào. Anh ta đã đưa ra lựa chọn của mình. Đúng là ai cũng có quyền tự do lựa chọn nhưng luôn có những hoàn cảnh bắt buộc. Đương nhiên tôi không thích những gì đang xảy ra. Tôi cảm thấy tiếc một phần nào đó cho Novak, nhưng tôi tin là anh ta biết mọi điều kiện cách đây vài tháng. Đây là lựa chọn của anh ta." Các luật sư của Nole đã khiếu kiện vào hồ sơ tòa án cho thấy tay vợt người Serbia đã tới Úc theo lời khuyên mang thông tin không chính xác của Tennis Australia. Lá thư này cho biết các tay vợt chưa được tiêm chủng đã được thông báo vào tháng 12 rằng họ cần chứng minh mình đã nhiễm virus trong vòng 6 tháng qua để được miễn trừ y tế và nhập cảnh vào quốc gia này để thi đấu trong giải Grand Slam đầu tiên của năm. Cơ quan tổ chức Úc mở rộng cũng khẳng định các tay vợt cần có giấy chứng nhận miễn trừ y tế ở nước sở tại và giấy miễn trừ thứ hai có chữ ký của một bác sĩ Australia hoặc một hội đồng y tế chuyên nghiệp. Trước đó, chính phủ liên bang đã thông báo cho Tennis Australia các bệnh nhân từng mắc COVID-19 không phải là trường hợp được miễn trừ y tế. Các lá thư từ Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt gửi cho Tennis Australia vào tháng 11 cho thấy cơ quan quản lý đã biết về cảnh báo này trước khi đưa ra lời khuyên cho các vận động viên. Theo các luật sư, vì Novak Djokovic đã nhiễm COVID-19 vào ngày 16 tháng 12, khoảng 10 ngày sau khi nhận lá thư của Tennis Australia, nên tay vợt 34 tuổi được miễn trừ y tế. Tuy nhiên, lời bào chữa này có lỗ hổng. Nhiều hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của Novak Foundation cho thấy vào ngày nhận kết quả xét nghiệm dương tính, Djokovic đã tới dự sự kiện đông người. Sau đó một ngày, anh tham gia trao giải tại một giải đấu quần vợt trẻ, rồi tham gia sự kiện công bố tem có hình ảnh của bản thân. Tất cả hình ảnh được truyền thông Serbia công bố rộng rãi và anh không hề đeo khẩu trang trong bất cứ sự kiện nào. Nếu quả thực Novak Djokovic biết mình nhiễm COVID-19 nhưng vẫn đi dự các sự kiện công cộng này, người ta có quyền đặt câu hỏi về độ chân thực của giấy tờ miễn trừ y tế hoặc trách nhiệm của tay vợt số 1 thế giới. Trong buổi họp báo của gia đình Djokovic, khi được hỏi về việc Nole biết mình dính COVID-19 nhưng vẫn tham dự các sự kiện, em trai của tay vợt 34 tuổi đã né tránh trả lời về kết thúc buổi họp báo. Tuy nhiên, may mắn cho Djokovic là thẩm phán Anthony Kelly dường như đứng về phía tay vợt 34 tuổi. Ông Kelly tỏ ra kích động và đặt câu hỏi tu từ với luật sư của Novak Djokovic rằng liệu người đàn ông này còn có thể làm thêm điều gì để nhập cảnh nữa hay không? Và quả thực Anthony Kelly đưa ra phán quyết có lợi cho Novak Djokovic khi chính phủ Australia phải trả phí tổn, hành lý, hộ chiếu cho vận động viên người Serbia và thu hồi quyết định hủy visa của người 9 lần đăng quang Úc mở rộng. Lý do được đưa ra là quyết định ban đầu được đưa ra quá nhanh chóng, sớm hơn một tiếng so với quy định. Dẫu vậy, đó chưa phải là hồi kết cho cuộc chiến pháp lý này. Bộ trưởng Bộ Di trú Alex Hawker đang xem xét sử dụng quyền của mình để trục xuất tay vợt 34 tuổi. Nếu visa bị hủy thêm một lần nữa, Djokovic có nguy cơ bị cấm quay lại Úc trong vòng 3 năm tới. Quyết định này sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay. Novak Djokovic là tay vợt xuất sắc bậc nhất lịch sử tennis. Điều đó không có gì phải bàn cãi, nhưng anh cũng luôn biết cách khiến người khác phải ghét mình. Tuổi thơ cơ cực đã tạo nên tinh thần chiến binh bất chấp tất cả của Novak Djokovic. Anh đã vượt qua hai cái bóng của Federer và Nadal nhờ có tinh thần ấy. Nhưng chính nó cũng tạo ra khó khăn cho chính bản thân tay vợt người Serbia. Việc bất chấp tất cả để không tiêm vaccine chỉ là một trong số nhiều lần Nole khiến người ta quay lưng lại với anh. Sự kiêu ngạo và bướng bỉnh ở một góc độ nào đó đã đem về thành công cho Djokovic. Dẫu vậy, những diễn biến gần đây cho thấy nó đang dần vượt quá giới hạn và đe dọa tới chính tay vợt người Serbia này.